Rồi, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ mọi người quan cái view ở khu vực Đà Nẵng mình. Chỗ này còn mắc lắm. Hồ này. Còn nhiều cái cảnh đẹp cả nhà. Ông anh mình thì mới dựng những cái lều này lên để phục vụ cho khách ăn nhậu hát hò vui vẻ rồi đó. Đây là hụt cá. Còn bên này thì hồ Nguyên Thủy này. Đây thì hồ Nguyên Thủy. Hồ này là hồ tự nhiên. Đây, người thấy anh em đang ở bên kia. Đây thì gồm có 4 cái chòi, 5 cái chòi mọi người ơi. Mắc dữ. Đây là chim khiên. Ồ, bình bắc nó chín rất là ta. Phải không ta? Đà Nẵng từ bây giờ mà kiếm cái bình bát cũng hiếm mà đang còn lại được rồi. Mấy chai rồi. Đây cái bình bát là ta. Đây có phải cái bình bát không cả nhà hè? Đây. Cá của nó để phát lại cho mọi người coi. Nghe nói thì mình bắt cũng ngon lắm nhưng mình chưa ăn lần mua hết, mình chưa thử được lần nào. Ủa, như nó rớt mấy trái nó chín ở dưới này hay sao? Bên kia như có mấy trái hay sao á? Anh em thì bên kia đang ngồi nhâm nhi bên kia mọi người. Mình thì buổi trưa mình cũng nhát uống. Mình quay mấy cái view view đẹp đẹp đi cho cả nhà xem thôi. Ồ, bình bắc bên đây chín rất quá trời ơi. Ồ, đây những cái bình bát chín rồi mọi người này.
Phải ta. Sao hả? Này gom lại cho mọi người coi này. Hai trái luôn. Ê. Còn quý lượm giùm với lo chị. Đồ có mấy trái mình bắt nó chín đã chưa? Bây giờ còn ít cái hồ lắm rồi nha ơi. Đây còn lại được cái hồ này thì nó cũng không lớn bao nhiêu. À, nhà thấy mình bắt nha. Anh em thì đang nhâm nhi ở đây nắm quá, anh em là đang nhâm nhi mọi người ơi. Anh mình bóp chứ nhá trời kìa, mình chưa dùng lần mối. Mùa nắng thì mùa này thì vào mùa nắng tầm cỡ 38-40 độ đó cả nhà. Thằng đá phía trong cái thằng nhỏ này cũng lấy hai chai nước suối cho ai ai mới. Cái thằng đá phía trong á. Đi bài áo người đi. Đây mọi người, anh em thì đang nhâm nhi đây. Đây, con gà quê. Gà quê đây cả nhà ơi. Ôi con gà quê, gà quê. Nếu kêu cứ con cầm một gắn ăn à. Nếu mà không dám cho ăn thì có gì à? Dù có thì bàn nhà mà mình
đây chưa? Đây nó giữ chén mua xôi chén mắm rồi xíu bên nó giữ chắc. Nhà thấy gần không nào? Đây 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 quý. Mình thì đời sống mừng ngày cứ những cái gì hay clip hay thì mình sẽ quay cho cả nhà xem và tham khảo. Còn mấy cây ngang cái đùi hay cái cánh này, cái cánh này. Đi câu. Rồi. Đó, ưu tiên nhất là thấy con gà rồi đó. Đây cầm cái giấy qua tập cái này. Người má phim ngoa hồi Đà Nẵng thì lúc nào cũng má nhậu được ưu tiên nhất á. Mọi người nha. Chặt nó đầu kia có mày đi. Có chẳng đến trong cái hồ cái đầu đó. Không cái hồ thì dạ. Ủa lấy cái đầu nhỏ lắm nhỏ. Nhỏ đồ nó kìa. Rãi cổ. Bồn, nước nhỏ tùm lum kìa. Nước trong cái kìa. Và cái giá đi bôn này bôn đưa giá bên kia đó hộp giá mày ăn ăn xong nó không có dục xuống hồ bây giờ dục ở tay này nghe chưa có dục được chứ còn giá thì xuống có hàng hết giá tự phong thủy quốc đi qua đó ăn đi vừa đi ra ngu một chỗ ăn em dùng mày ăn uống như lạ đó nóng quá qua đó ngầu ăn không ơi mơ cát Đà Nẵng nóng tính lắm bên này vô cái rồi mà nó đang ăn không qua đó ngầu ăn với em kìa. Trời. Bồng nó dục xuống hồ từ á. Nhưng vậy cái nghèo chú ngon chú dục đây cho thấy bạn á. Đá. Chặt đá đúng rồi. Quý quá. Chặt đá. Kèn. À, ăn đi đồ chơi. Đó, cái gì ra không bỏ dưới nó đồ ăn nhất ra. Cầm lên. Bỏ dưới tờ giấy nè. Cầm lên ra đi. Đây đồ chơi. Món này ngon. Vì ngon chứ. Đừng mua đồ giá rẻ. Bữa nay cho mọi người thưởng thức gà. Món đầu tiên là món nước cà phê. Bữa mô mà cứ hết màu rồi cứ anh Thành không ăn đưa qua em trong cái giá này nhà không ăn chứ. Không ăn cái giò đưa qua em mẹ cái thằng đi không biết đưa em ăn hết tôi hình trong tay mình bữa nay làm đây. Review cho cả nhà xem này hey, vô cả nhà cho gì liền đó, đó Đà Nẵng giữ cái giấy là béo phì đó dịch đây nữa đó. Đà Nẵng nha, Đà Nẵng là rất yêu mến khách mọi người nha. Rất mến và mến mến. Lán nhám không muốn đi nó một hai nay. Nó vẫn kêu rồi hòa à nó Đà Nẵng mới bị Covid chứ thì thầy gì Đà Nẵng hết. Mới hai lâu mà